Xin chào quý vị và các bạn, Linh Cương rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2024. Chúng ta bước vào một tuần mới rồi và cũng có những câu chuyện mới của bóng đá Việt Nam để chia sẻ cùng nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn đồng hành với những tin tức của bóng đá Việt Nam. Và chúc quý vị bước vào một tuần mới với nhiều năng lượng tích cực, nhiều thành công, may mắn. Bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu bản tin với phần điểm những tin tức nổi bật nhất. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 14 tháng 10 hé lộ kế hoạch quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Championship. Nguyễn Philip lên tiếng về kỷ lục đáng buồn với đội tuyển. Hoàng Đức lần đầu thổ lộ lý do xuống hạng nhất thi đấu. Kính thưa quý vị, đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Như nhiều lần chúng ta đã từng cùng nhau chia sẻ, đó là gì? Đó là trận đấu với đội tuyển Ấn Độ, gần như là trận thi đấu giao hữu quốc tế cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chúng ta bước vào tranh tài ở đấu trường mang tên ASEAN Championship 2024. Giải đấu này chính là AFF Cup trước đây và năm nay mọi thứ diễn ra muộn hơn một chút so với kế hoạch. Theo kế hoạch ban đầu thì giải đấu sẽ diễn ra từ khoảng ngày 19, 20 hoặc 21 tháng 11 nhưng sau đó lùi lại sang tận ngày 8 tháng 12 năm 2024. Bởi vì đảm bảo lịch thi đấu của một số câu lạc bộ ở đấu trường AFC Champions League Elite và AFC Champions League 2. Và cũng vì kế hoạch như thế, có sự thay đổi như vậy nên Liên đoàn Việt Nam phối hợp cùng với đội tuyển quốc gia đã có những sự điều chỉnh và thay vì có những trận giao hữu vào tháng 11, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Sau khi khép lại FIFA Days tháng 10 bằng trận hòa 1-1 với đội tuyển Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 11. Đây là thời điểm sau khi vòng 9 V-League 2024 kết thúc, được đánh giá là giai đoạn chuẩn bị vô cùng quan trọng, phục vụ cho mục tiêu lớn nhất trong năm ASEAN Championship 2024. Mặc dù vậy, thay vì tham gia các trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11, những chiến binh sao vàng sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc. Việc bỏ qua các trận giao hữu và lựa chọn tập huấn được đánh giá là chiến lược hợp lý, giúp đội tuyển Việt Nam tiết kiệm thời gian và chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu diễn ra từ ngày 8 tháng 12. Ngoài ra, khả năng tìm kiếm đối thủ chất lượng cho các trận giao hữu trong tháng 11 cũng không phải điều dễ dàng. Tại ASEAN Championship 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng như sau. Chúng ta đá trận đầu trên sân của đội tuyển Lào vào ngày 9 tháng 12. Sau đó chúng ta sẽ có cuộc đối đầu với Indonesia rất quan trọng vào ngày 15 tháng 12. Trận đấu sau đó là chuyến hồng khách tới sân của Philippines ngày 18 tháng 12. Và ngày 21 tháng 12, đội sẽ hoàn thành vòng bảng với cuộc đối đầu trước đối thủ Myanmar trên sân nhà. Như vậy là vòng bảng đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu trên sân nhà, một trước đối thủ khó chịu nhất là đội tuyển Indonesia ngày 15 tháng 12 và trận đấu với Myanmar là đối thủ được đánh giá là khó chịu thứ 3 ở bảng đấu này diễn ra vào ngày 21 tháng 12. Còn trận đấu với Philippines, đối thủ được cho là khó chịu thứ 2 ở bảng đấu thì chúng ta phải đá trên sân khách. Như vậy là nếu nhìn vào lịch thi đấu như vậy và nhìn vào cách mà đội tuyển tập trung cũng như là tập huấn nhưng không có thêm một trận đấu quốc tế nào thì thực sự không biết quý vị thấy thế nào, chứ Biên Cương thì cảm thấy hơi lo. Bởi vì sao? Bởi vì là đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là chưa định hình tốt lối chơi, con người mọi thứ đều thực sự chưa vào guồng. Nói chung như Biên Cương đã từng đề cập, đội tuyển lúc này đang giống như một công trường hết sức là ngổn ngang. Vậy từ nay cho đến tháng 11 rồi cho đến ngày đá trận đầu tiên ngày 9 tháng 12, rõ ràng thời gian không phải là ngắn, cũng khá là dài đấy. Và huấn luyện viên Kim Sang-sik thì cũng tương đối là tự tin với việc là sẽ tạo dựng được bộ khung tốt. Nhưng tạo được một khung là một chuyện, bộ khung đó có kinh nghiệm thực chiến đến đâu, thi đấu như thế nào và thi đấu trước những đối thủ phù hợp, chứ không phải là sang Hàn Quốc để thi đấu với các câu lạc bộ để có thể ra ngay được một đáp án là tìm được bộ khung cho đội tuyển thì Biên Cương cho rằng tương đối khó. Cho nên nếu như có một hai trận giao hữu trước những đối thủ vừa sức, thậm chí là từ khu vực Đông Nam Á, những đội ở bảng B thì Biên Cương cho rằng vẫn là tốt hơn. Dù sao thì đây cũng là tính toán của đội rồi. Và dù sao thì chúng ta cũng hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt hơn trong thời gian tới. Chứ còn thực sự đến lúc này thì vẫn tương đối là lo. Lo vì các cựu binh thì không phải ai cũng thể hiện được phong độ tốt. Lo vì các tân binh không phải ai cũng thể hiện được những phẩm chất tốt và đáp ứng được niềm tin của người hâm mộ cũng như của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Có chăng đến lúc này thì mới chỉ đang có Bùi Vĩ Hào là thể hiện tốt nhất mà thôi. Và lo nữa là vị trí hậu vệ cánh trái đến lúc này xem ra vẫn đang là một gót asin của đội tuyển Việt Nam, khi mà Đoàn Văn Hậu thì chưa thể trở lại. Ai đá vị trí này vẫn chưa thực sự yên tâm hoàn toàn. Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang hay là Nguyễn Phong Hồng Duy đều chưa mang đến một sự yên tâm. Và đến lúc này tính 5 trận đấu dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang-sik, 2 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup, 2 trận đấu hồi FIFA Days tháng 9 và 1 trận đấu với Ấn Độ mới đây, đội đã phải nhận tổng cộng 11 bàn thua, tức là trung bình mỗi trận đội nhận hơn 2 bàn thua, một tỷ lệ rất là cao. Nếu như đội bóng nào được đánh giá là ứng viên vô địch thì chắc chắn một đội thua với tỷ lệ cao như vậy sẽ khó được đánh giá lắm. Chính vì thế đây là vấn đề mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thực sự đau đầu, và đây cũng là điều mà chúng ta hy vọng đội có thể khắc phục trong thời gian tới. Tất nhiên là lý do dẫn tới bàn thua thì cũng có nhiều, hệ thống có vấn đề cũng có, đội cá nhân cũng có, và gặp những đối thủ rất mạnh kiểu như đội tuyển Iraq trên sân khách thì thua 3 bàn cũng là bình thường, hay gặp đội tuyển Nga thua 3 bàn cũng là còn ít, nhưng cũng còn đó là sự những sai lầm vẫn xuất hiện ở một vài cá nhân, rồi đôi khi còn là cái duyên nữa chứ. Như trường hợp của Nguyễn Philip, thật là khó tin khi với bàn thua mà Nguyễn Philip đã phải nhận trước Ấn Độ, người ta bất ngờ nhận ra rằng cậu ấy chưa bao giờ thắng với đội tuyển Việt Nam cả, và cậu ấy đã nhận tổng số 20 bàn thua rồi. Tối ngày 12 tháng 10, đội tuyển Việt Nam có trận hòa 1-1 trước đối thủ Ấn Độ trong khuôn khổ FIFA Days. Trong trận này, thủ thành Việt Kiều Nguyễn Philip được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng giao trọng trách bảo vệ khung thành. Dù có những tình huống cứu thua khá xuất sắc, thủ môn của câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Và theo thống kê, sau trận đấu này, Nguyễn Philip đã chính thức cán cột mốc buồn khi nhận tới 20 bàn thua sau 9 lần được bắt chính cho đội tuyển Việt Nam. Điều vô cùng khó tin là thủ thành này vẫn chưa hề có nổi một lần được hưởng niềm vui chiến thắng trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Mặc dù sở hữu những thống kê không mấy vui vẻ, thủ thành Việt Kiều vẫn tỏ ra lạc quan. Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Philip chia sẻ: "Chiến thắng đầu tiên đã ở rất gần rồi, toàn đội tạo ra áp lực lớn nhưng thiếu may mắn. Tôi tin chiến thắng sẽ sớm đến trong tháng 12. Sự tự tin này cho thấy quyết tâm của Nguyễn Philip cùng cả đội tuyển Việt Nam trước mục tiêu quan trọng tại ASEAN Championship 2024 sắp tới." Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là thực sự thì nhìn vào kết quả thấy hơi lo cho trường hợp của Nguyễn Philip, nhưng nhìn vào sự tự tin của bạn ấy thì chúng ta cũng đánh giá rất là cao, và vẫn phải nói thật rằng Nguyễn Philip vẫn là thủ môn đẳng cấp với những tình huống cứu thua tốt và cả những tình huống phất bóng bằng chân cực kỳ hay, đôi khi thực hiện thành những đường truyền luôn cho các đồng đội ở phía trên, và điều đó rất giá trị trong bóng đá hiện đại. Mình cứ cho rằng dù vẫn còn một cái gì đó chưa cảm thấy sướng, hoặc là một cái gì đó vẫn rất là vô duyên với đội tuyển, vô duyên với chiến thắng, nhưng Nguyễn Philip vẫn đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Quý vị thấy sao? Vui lòng để lại những ý kiến của mình trong phần bình luận về câu chuyện này. Trở lại một chút với tình hình của đội tuyển Việt Nam, đó là với trận hòa trước đội tuyển Ấn Độ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang đứng trước nguy cơ là bị Thái Lan bỏ xa và bị Indo áp sát. Cụ thể là với trận hòa trước đội tuyển Ấn Độ, một đội thấp hơn chúng ta tới 10 bậc trên bảng xếp hạng, cho nên dù hòa thì chúng ta vẫn bị trừ điểm. Đội có thể sẽ bị trừ 0,27 điểm, và giờ chúng ta vẫn có số điểm là 1.161,11 điểm, và có lẽ vẫn sẽ tạm thời đứng ở vị trí thứ 116 thế giới. Nhưng đáng chú ý là những đối thủ của chúng ta như là Thái Lan, với việc giành chiến thắng trước đội tuyển Philippines thì cũng sẽ có được khoảng hơn 3 điểm và sẽ leo lên vị trí 98 thế giới. Nhưng đáng chú ý hơn nữa là Indonesia khi hòa trước Bahrain thì hòa đấy, nhưng họ sẽ tích lũy thêm 4,39 điểm và cũng sẽ cải thiện đáng kể. Cụ thể họ sẽ tăng một bậc để có thể leo lên vị trí 128 thế giới và sẽ càng lúc càng áp sát vị trí của đội tuyển Việt Nam. Xin được nhắc lại là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA bây giờ cũng khá quan trọng, khi nó là cơ sở để Liên đoàn bóng đá châu Á dựa vào đó và xếp hạng hạt giống. Và nếu chúng ta ở nhóm hạt giống số 1 ở việc bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 thì có lẽ chúng ta cũng sẽ tránh được nhiều đối thủ mạnh. Nhưng bây giờ thì tình hình cũng không biết như thế nào. Thưa quý vị, vẫn còn nhiều câu chuyện khác Minh Cường sẽ chia sẻ cùng quý vị sau. Còn bây giờ như thường lệ, xin giới thiệu cùng quý vị sản phẩm nước đông trùng Bạch Khang. Bạch Khang Đường trân trọng giới thiệu đông trùng Bạch Khang, đông trùng hạ thảo chuẩn cho người Việt. Đông trùng Bạch Khang với cái định vị của mình là đông trùng thật, muốn đem đến cho người dân Việt Nam một cái đông trùng hạ thảo đúng loài Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya, được nuôi trồng hữu cơ và nhập khẩu từ Mỹ.
Với chứng nhận của Ngân hàng Gen Hoa Kỳ, chứng nhận của Phòng Công chứng Hoa Kỳ cùng quy trình sản xuất hiện đại, đồng trùng Bạch Khang mang niềm tin đến người tiêu dùng. Đã dùng là tin, đã tin là hài lòng. Và được con trai giới thiệu mua đồng trùng hàng Bạch Khang qua kênh Tạ Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết hẳn mệt mỏi tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn trước rất nhiều. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng bỏ lỡ những giá trị từ đông trùng Bạch Khang. Truy cập website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889666650 để biết thông tin chi tiết. Đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Nước đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất, một sản phẩm giúp cho cô chú các bác sức khỏe rất là đảm bảo, như là ngủ sâu giấc hơn này, hạn chế tiểu đêm, giải quyết các vấn đề liên quan tới huyết áp, giúp cho chị em phụ nữ thì ít đi sự mệt mỏi, da dẻ như cũng đẹp hơn. Anh em nam giới thì tăng cường thể lực, tăng cường sinh lực. Và với anh em mà chịu những áp lực trong cuộc sống hiện đại thì sản phẩm này cũng làm giảm stress khá tốt khi quý vị sử dụng trong khoảng 3 đến 4 tuần. Như là chú Hải, một khán giả ở Hà Nam, chú là cựu phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không không quân, thì chú cũng chia sẻ rất là hay khi chú nói rằng sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của tôi có suy giảm như nhanh mệt mỏi và mỡ máu tăng cao do không còn vận động nhiều như trước. Được con trai mua tặng đông trùng Bạch Khang qua kênh Tạ Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết mệt mỏi tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn rất là nhiều. Chia sẻ của chú Hải phải nói là rất là đúng và rất là trúng vào những hiệu quả mà đông trùng Bạch Khang mang lại cho chúng ta. Sản phẩm này đang được bán trên nền tảng trực tuyến và quý vị có thể truy cập vào website bachkhangduong.vn hoặc có thể gọi điện tới số hotline 0889666650 để mua trực tuyến và tìm hiểu thêm về sản phẩm. Ở thủ đô Hà Nội thì quý vị cũng có thể đến địa chỉ 240 Kim Mã, quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và trực tiếp nhận quà tặng khi quý vị mua combo phù hợp. Đây là chiếc quà tặng là chiếc ba lô bằng da của Vincento, rất là đẹp, sẽ là quà tặng cho quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin nhắc lại, bachkhangduong.vn là website, 0889666650 là số hotline. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bản tin và một trong những câu chuyện được quan tâm nhiều đó là việc Hoàng Đức, một cầu thủ ở đẳng cấp cao, đã sở hữu hai quả bóng vàng và đang là đương kim quả bóng vàng. Nhưng thay vì ở môi trường cạnh tranh cho chức vô địch cao nhất của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ là V-League, anh ấy xuống chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Nhiều vấn đề đã được đặt ra xung quanh quyết định này của Hoàng Đức. Hoàng Đức vì tiền hay vì tham vọng của đội bóng? Chính Hoàng Đức đã chia sẻ với một kênh truyền thông của Việt Nam về chủ đề này. Sau nhiều năm cống hiến cho câu lạc bộ thể công Viettel, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức chia tay đội bóng để đầu quân cho câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình, đội bóng mới nổi tại giải hạng nhất quốc gia. Đây là một quyết định bất ngờ với nhiều người hâm mộ khi Hoàng Đức là một trong những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, từng hai lần giành danh hiệu quả bóng vàng. Chia sẻ với VN Express, Hoàng Đức thẳng thắn thừa nhận rằng tài chính là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của anh. Kinh tế rất quan trọng không chỉ đối với các cầu thủ mà đối với nghề nghiệp khác. Có tài chính tốt mới lo được cho gia đình, bố mẹ và người thân, Hoàng Đức nói. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Hải Dương nhấn mạnh rằng tiền bạc chỉ là một phần lý do, điều quan trọng hơn là câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình có mục tiêu rõ ràng và có tham vọng lớn. Phía Ninh Bình đã có nhiều hứa hẹn trước khi tôi về. Họ muốn tôi giúp đội bóng thăng hạng, mục tiêu của đội chắc chắn là giành suất V-League. Hoàng Đức cũng khẳng định việc thi đấu ở giải hạng nhất không phải là một bước lùi trong sự nghiệp của anh. Chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam 2023 tin rằng câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình sẽ nhanh chóng thăng hạng thi đấu ở sân chơi V-League. Với rất nhiều người thì Hoàng Đức ở một môi trường tốt như thể công Viettel, anh ấy sẽ ở lại và trở thành một biểu tượng của đội bóng. Hoàng Đức thực ra thì cũng đã là một biểu tượng của đội bóng trong suốt thời gian vừa qua rồi. Nhưng chắc chắn khi Hoàng Đức quyết định chia tay và đến với một nơi mới thì biểu tượng đó có lẽ cũng sẽ đến một thời điểm bị nhạt phai. Có lẽ trong môi trường bóng đá như bây giờ chúng ta mới thấy một cầu thủ gắn bó với đội bóng lâu như kiểu Văn Quyết gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội thì thực sự là không nhiều. Tất nhiên cũng có nhiều lý do ở đây, nhưng Văn Quyết có lẽ cũng sẽ xác định sẽ chơi tại câu lạc bộ Hà Nội những năm tháng đỉnh cao nhất và cũng sẽ kết thúc sự nghiệp tại câu lạc bộ này mà thôi. Không biết Biên Cương có quá nôn nóng để nhận định điều này hay không, nhưng có lẽ là như vậy. Văn Quyết bây giờ sẽ chia tay
đội tuyển quốc gia Việt Nam với rất nhiều những sự tri ân, những lời động viên của người hâm mộ, của giới chuyên môn, của các đồng đội. Trong đó thì có lẽ nhận định mới đây của một người cũng đã từng gọi Văn Quyết, không sử dụng Văn Quyết nhiều nhưng đang dành cho Văn Quyết rất nhiều những lời có cánh khi biết tin Văn Quyết chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tối ngày 12 tháng 10 sau trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ trên sân vận động Thiên Trường, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Văn Quyết chia sẻ rằng dù vẫn còn khát khao công hiến, anh cảm thấy thể lực không còn đủ để thi đấu với cường độ cao ở cấp độ đội tuyển quốc gia và mong muốn đội tuyển trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ngay khi hay tin, huấn luyện Philippe Chuzier, cựu huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ sự tôn trọng và nhắn nhủ xúc động đến thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội trên trang mạng xã hội. Huấn luyện viên Chuzier nhớ lại lần gặp Văn Quyết đầu tiên năm 2018, ông đã vô cùng ấn tượng với tư duy chiến thuật tuyệt vời cùng khả năng sáng tạo của anh. Huấn luyện Chuzier cũng chia sẻ về sự tiếc nuối khi không thể sử dụng Văn Quyết trong đội hình chính do vấn đề thể chất, nhưng khẳng định tiền đạo 33 tuổi luôn là cầu thủ của tập thể, vô cùng tận tâm và đặc biệt là rất chuyên nghiệp. Huấn luyện viên người Pháp nhấn mạnh đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội là một trong những cầu thủ sáng tạo xuất sắc nhất lịch sử mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Ông hy vọng sau khi giải nghệ, anh sẽ tiếp tục đóng góp cho nền bóng đá nước nhà trong vai trò huấn luyện viên. Những câu chuyện về những ngôi sao của bóng đá Việt Nam những ngày qua thực sự là rất đáng chú ý. Văn Quyết, Hoàng Đức, rồi Huỳnh Như nữa chứ. Huỳnh Như ghi rất nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại AFC Women's Champions League. Nhưng đó cũng chỉ là những trận đấu ngắn ngủi trong một ngày trở lại ngắn ngủi của Huỳnh Như với đội bóng mà thôi. Đội bóng thì muốn giữ chân Huỳnh Như khi phía trước là vòng tứ kết, nhưng Huỳnh Như thì vẫn muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu ở nước ngoài của mình. Tối ngày 12 tháng 10, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với Urawa Red Diamonds ở lượt cuối bảng C AFC Champions League dành cho nữ 2024-2025. Dù đã chắc suất đi tiếp, Huỳnh Như và các đồng đội vẫn thi đấu đầy quyết tâm, nhưng đành chấp nhận thua với tỷ số 0-2 trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản. Huỳnh Như cùng các đồng đội như Thùy Trang và Megan Ruth bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, trong khi đối thủ tỏ ra sắc sảo hơn với các bàn thắng của Shimada phút 25 và Fuka Sunoka phút 50. Dù thua trận, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh vẫn giành vé vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Huỳnh Như trong hợp đồng ngắn hạn với câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục xuất ngoại thi đấu khi trước đó đã từng có những năm tháng gắn bó với Lành FC. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Phẩm cho biết câu lạc bộ đang rất nỗ lực đàm phán để giữ chân Huỳnh Như, một trong những công thần không thể thiếu của đội bóng. Vẫn nói một chút về câu chuyện chuyển nhượng của các cầu thủ thì có lẽ chúng ta cũng phải nhắc thêm một chút về trường hợp của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, người cũng đang được tập trung với đội tuyển quốc gia Việt Nam thời gian vừa qua. Và điều bất ngờ là dù đang chơi tốt cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, giúp đội bóng đang ở top đầu của V-League, thì Bầu Đức lại vẫn quyết định để cho Nguyễn Quốc Việt sẽ sang đầu quân cho câu lạc bộ Ninh Bình trong một bản hợp đồng theo mượn, trong một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Và điều này khiến cho nhiều người cũng cảm thấy tiếc cho Quốc Việt, nhưng có lẽ Bầu Đức có lý của riêng mình, vì Quốc Việt sẽ hội ngộ với nhiều những đồng đội cũng của Hoàng Anh Gia Lai như là Đinh Thanh Bình, Nguyễn Đức Việt hay là Lê Minh Bình. Cùng với đó là nhiều những gương mặt khác để giúp đội bóng này thực sự là đáng quan tâm trong mùa giải mới câu lạc bộ Ninh Bình. Và Quốc Việt có lẽ cũng sẽ giữ một vai trò quan trọng tại đây. Một câu chuyện khác cũng rất đáng quan tâm, đó là việc huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với huấn luyện viên Kiatisak Senamuang đang được các đội bóng ở Thái Lan quan tâm. Cụ thể là truyền thông Thái Lan cũng quan tâm. Tờ Siam Sport nhấn mạnh rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đang trở thành ứng viên để dẫn dắt câu lạc bộ Pathum United của Thái Lan thay cho Makoto Teguramuri, người vừa bị sa thải mới đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là một người có tiếng nói và tầm ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng có lẽ dẫn dắt một câu lạc bộ thì ông cũng không muốn đâu, vì như thế thì cái lịch làm việc rất là dày, liên tục mỗi tuần, và quan trọng hơn là ông cũng sẽ muốn có thành công với một đội tuyển quốc gia và đội đó cũng phải có những cơ sở để thành công. Cho nên đến với một đội bóng vừa sa thải huấn luyện viên thì xem ra huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không muốn là người thợ hàn. Tiếp theo những câu chuyện của bóng đá, chúng ta sẽ đến với tình hình của Kylian Mbappe, người đang phải hứng chịu không ít những chỉ trích vì thay vì đá cho đội tuyển quốc gia thì anh lại lựa chọn phòng bạn ở một quán bar. Mới đây, siêu sao Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm của tranh cãi khi bày tỏ mong muốn sẽ chỉ có mặt trong những trận đấu quan trọng của đội tuyển Pháp, đồng thời tiết lộ tham vọng trở thành chủ nhân quả bóng vàng 2025.
Việc Mbappe không cùng đội tuyển Pháp thi đấu trong loạt trận gần đây đã gây xôn xao dư luận. Ban đầu anh được cho là vắng mặt vì chấn thương, nhưng thiện hào này sau đó vẫn ra sân trong trận đấu với Villarreal, khiến lý do này ít nhiều bị báo chí nghi ngờ. Không dừng lại ở đó, hình ảnh Mbappe xuất hiện tại một hộp đêm ở Stockholm càng làm dư luận thêm phẫn nộ. Liên đoàn bóng đá Pháp hiện đối mặt với tình thế khó xử khi phải giải quyết và cân bằng mong muốn cá nhân của Mbappe với nhu cầu của đội tuyển. Huấn luyện viên Didier Deschamps dù đã có động thái trả lời khéo léo trước truyền thông về vụ việc này, song có vẻ cái tôi quá cao của thủ quân đội tuyển Pháp đang không được lòng truyền thông và các lãnh đạo cấp cao của Le Bleu. Chiến thuật của Mbappe liệu có thể giúp anh giành được quả bóng vàng hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi trong giới mộ điệu, đặc biệt khi anh đang đóng vai trò thủ lĩnh, người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Pháp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cường. Cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.